Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2024, thưa quý khán thính giả, khi mà kênh đào Funan được bắt đầu vào tháng 8, khởi công thì tờ báo Khmer Times cho biết là trong vòng 15 ngày, mỗi một ngày như vậy khởi công rất là nhanh, đi rất là nhanh, 15 ngày thôi là thấy mười mấy hai chục cây số. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì trong vòng chưa tới cuối năm thì kênh đào đã được đào xong. Chuyện này báo Review của bên Mỹ cũng loan tin như thế, và họ đưa ra những hình ảnh cho thấy rằng là kênh đào đã bắt đầu ở những nơi mà cần bắt đầu trước chứ không phải ở đầu và ở cuối nha. Thì thấy rằng là tốc độ rất là nhanh. Điều này tự nhiên từ cuối tháng 8, tới nay là hơn 2 tháng. Người ta thắc mắc nếu mà tốc độ nhanh như vậy thì bây giờ sao rồi? Thì thưa, từ cuối tháng 8 không có đào nữa. Những hình ảnh đều là những hình ảnh cũ thôi, không đào nữa. Báo Review của Mỹ cũng nói không đào nữa. Cứ ngưng như thế thôi. Tại sao lại ngưng như thế? Thì đây là một bí ẩn khó hiểu vô cùng. Vì nếu mà tốc độ đào từ đầu tháng 8 tới cuối tháng 8 thì phải nói rằng là rất là nhanh. Mỗi một ngày hơn cây số thì sao? Trong vòng từ đây tới cuối năm thôi, chắc chắn là xong liền. Nhưng ngưng rồi. Rồi bây giờ bên báo Khmer Times nói rằng dự trù là xong tới năm 2028. Câu hỏi được đặt ra là tại sao đang đào rất là nhanh mà lại ngưng? Thì thưa quý khán thính giả, có những giả thuyết. Đây là giả thuyết nha, chứ tôi không nói là sự thật. Giả thuyết thứ nhất đó là vì những sự phản đối của nhiều người trên mạng, trong đó có cộng đồng Việt Nam và cộng đồng Thái Lan phản đối, cho rằng việc làm này quá mờ ám đi. Dầu rằng Chủ tịch Thượng viện Hun Sen cùng với Thủ tướng Hun Manet, con trai của ông, khẳng định đây chỉ là kênh đào lo về vấn đề kinh tế. Nhưng họ không tin, vì quá trình trước đây, cảng Ram, Mỹ đã ký thỏa ước cùng với khi ấy là Thủ tướng Hun Sen để mà xây dựng một cảng, đã bỏ tiền ra không biết bao nhiêu là tỷ Mỹ Kim đã xây dựng cảng Ram. Thì năm 2017, Thủ tướng Hun Sen âm thầm đi đêm với Trung Quốc, chấp thuận cho Trung Quốc vào cảng Ram để hất chân Mỹ ra xây dựng lại. Rồi tới năm 2021, Trung Quốc đã hất chân Mỹ ra rồi, ủi hết các tòa nhà của Mỹ xây cất, vì nghi ngờ có thể có những con chip, có những con bọ gắn lại nên ủi sập hết, xây dựng từ hạ tầng cơ sở mới và các tòa cao ốc mới hoàn toàn. Họ đã khánh thành cảng Ram trở lại, và Campuchia nói rằng đây là cảng quốc tế cho mọi quốc gia tham dự, nhưng Mỹ nói không. Mỹ cho rằng đây là một cảng chỉ dành riêng cho Trung Quốc. Và Mỹ cho rằng đây là một cảng vĩnh viễn của Trung Quốc ở hải ngoại. Và Mỹ cho rằng Campuchia đâm sau lưng Mỹ, lật kèo. Chính đại tướng Lloyd Austin của Mỹ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, phải qua Campuchia để gặp gỡ Thủ tướng Hun Manet cùng với Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, và đã có những lời rất nặng, giằng mặt bên phía Campuchia. Nên họ e ngại nếu mà kênh đào Funan xây dựng nhanh chóng và hoàn thành thì nay mai có thể là một gì đó y như là cảng Ram thứ hai. Nghĩa là lật mặt nhau. Và như vậy kênh đào Funan Techco lúc đầu nói là chỉ dùng cho mục đích dân sự, nhưng ai biết được Campuchia có thể lật mặt để cho Trung Quốc sử dụng vào mục tiêu quân sự. Vì trước đó, đâu có lâu đâu, Campuchia vừa mới lật mặt về vấn đề cảng Ram với Mỹ đó.
thì chuyện mà lật mặt với một cường quốc số 1 như nước Mỹ, Campuchia còn làm được, huống chi lật mặt với những hàng xóm như Việt Nam và Thái Lan là quá dễ dàng. Nhưng mà khán thính giả đã biết, cộng đồng mạng người Thái Lan, cộng đồng mạng người Việt Nam, họ lên tiếng về vấn đề này quá nhiều. Và Mỹ cũng đặt vấn đề này quá nhiều về kênh đào Funan Techco, thì có thể đây là một trong những lý do mà Campuchia tạm ngưng dùng kế hoãn binh để không có gây mất lòng quá nhiều đối với Việt Nam và Thái Lan cũng như đối với nước Mỹ. Đó là dư luận thứ nhất. Dư luận thứ hai liên quan đến tam giác kinh tế, tam giác phát triển đó, mà Chủ tịch Thượng viện Hun Sen quyết định rút Campuchia ra khỏi tam giác phát triển. Năm 1999, khi ấy còn là thủ tướng, thì ông Hun Sen đề nghị thành lập tam giác phát triển gồm những tỉnh ở miền núi của Campuchia, gồm luôn cả các tỉnh miền núi của Việt Nam và các tỉnh miền núi của Lào, để mà trở thành một khu tam giác phát triển cho những dân tộc thiểu số nơi đây. Thế nhưng khi mà có vấn đề của Funan Techco thì bỗng dưng Chủ tịch Thượng viện Hun Sen tuyên bố là rút lui khỏi tam giác phát triển. Đây là một điều mà Việt Nam đã lên tiếng nói rằng rất buồn, rất tiếc, vì tam giác phát triển là một gì đó để phát triển cả khu vực. Người ta nghi ngờ mà Trung Quốc khi mà không được những ý nguyện ở tại cao nguyên của Việt Nam liên quan đến việc mà khai thác bauxit này nọ, và có thể là liên quan đến vấn đề quân sự kìm cái xương sườn của Việt Nam, thì đã bị rút lui rồi. Bây giờ đó, khi mà Campuchia rút lui khỏi tam giác phát triển thì Trung Quốc có thể lên trên đó khai thác, và sẽ là cái gì đó có thể biến thành một khu quân sự đóng quân nơi đó để kiểm soát. Thì bây giờ nhiều người nghi ngờ kênh đào Funan Techco cộng với cảng Ram cộng với cái gì đó của tam giác phát triển thì khu vực này không có an toàn. Chính vì như vậy, Việt Nam cảnh giác cao độ chuyện này, và Thái Lan cũng cảnh giác cao độ. Campuchia muốn dùng kế hoãn binh để lắng dịu những bất mãn của cộng đồng mạng Việt Nam, cộng đồng mạng người Thái Lan, và lắng dịu lại sự cảnh giác cao độ của Việt Nam cả Thái Lan về vấn đề này. Vì cả Thái Lan lẫn Việt Nam đang e ngại Campuchia có một gì đó với Trung Quốc. Và nếu trở thành là một công cụ của Trung Quốc thì có thể gây xáo trộn và bất ổn. Vì quá khứ đã chứng minh Campuchia lật mặt ở tại cảng Ram thì có thể lật mặt nhiều vấn đề khác. Nên là nhiều người nói rằng đây là một chiêu hoãn binh để an lòng cộng đồng mạng Việt Nam và cộng đồng mạng Thái Lan. Đó là những suy tư của họ. Và tôi nghĩ rằng những suy tư này là chính xác. Nhất là những tờ báo của Mỹ như báo Review cũng đặt vấn đề. Tại sao đang xây dựng rất nhanh chóng thì lại ngưng mà không có một câu trả lời nào. Ai cũng biết Trung Quốc bỏ ra 1,7 tỷ Mỹ Kim, tức là hơn 51% trong vấn đề xây dựng kênh đào Funan Techco, thì họ có nhiều quyền quyết định. Có lẽ chính phủ của Thủ tướng Hun Manet thấy rằng cần phải làm một cái gì đó để mà đấu tranh với Trung Quốc, để rồi Campuchia có nhiều quyền hơn. Đây cũng là một trong những giả thuyết được đưa ra thôi. Không có gì là kiểm chứng 100% được. Tôi cũng xin đưa thông tin này. Và góc nhìn của tôi thì tôi cũng nghĩ rằng đang có nhiều vấn đề bí ẩn ở đằng trong, lấn cấn lắm, khó mà xác định được 100%. Nhưng với tinh thần cảnh giác cao độ của Việt Nam về vấn đề chủ quyền lãnh thổ, và đã từng có những chuyện xảy ra với Campuchia như là với Pol Pot đó, đã từng tràn qua biên giới, nhất là ở tại tỉnh An Giang
vụ thảm sát ở tại An Giang á. Còn đó nên Việt Nam cảnh giác. Cảnh giác không có nghĩa là loại bỏ về vấn đề tương tác về kinh tế và tương tác về chính trị, nhưng vẫn cảnh giác, nghĩa là vừa tương tác vừa đấu tranh với Campuchia. Không thể nào để Campuchia lật một cái mà Việt Nam trở tay không kịp. Điều đó Việt Nam không muốn. Ngay cả Việt Nam bây giờ ở tỉnh Bến Tre đã có khởi công xây những hồ nước ngọt chuẩn bị. Nếu lỡ có chuyện gì thì xả nước ra cho người dân ở vùng đó sử dụng. Đây là sự khôn ngoan của nhà cầm quyền Việt Nam. Cần phải có những sự tính toán, không làm mất lòng người bạn, nhưng cũng phải thủ, vì không biết chuyện gì xảy ra. Pol Pot đã từng tràn qua biên giới sát hại người dân Việt Nam như thế rồi. Thì không biết chuyện gì xảy ra khi mà những người cực đoan của Campuchia suối bẫy gì đó, thì họ có thể làm những chuyện không may đối với dân tộc Việt Nam cũng như không may đối với dân tộc Campuchia. Dầu rằng Việt Nam đã đổ máu xương ra rất nhiều để giúp cho Hun Sen và Campuchia thoát qua khỏi nạn diệt chủng của Pol Pot, nhưng trong lịch sử của nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều ngàn năm cho thấy, mỗi khi liên quan đến quyền lợi dân tộc và lợi ích của phe nhóm nào đó, thì họ sẵn sàng quên đi những ân tình của quá khứ để đạt tới mục tiêu thì rất là nguy hại. Nên tôi hoàn toàn hoan nghênh việc cảnh giác cao độ đó, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn cách biệt xa lìa với Campuchia, vì chúng ta cũng cần có thời gian để có câu trả lời. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi liên quan đến kênh đào Funantaco báo review của Mỹ nói. Sau khoảng 2 tuần đào thì đã ngưng hẳn rồi. Tới nay là khoảng 2 tháng không thấy đào thêm gì nữa hết, thì đặt vấn đề như thế. Và đặt vấn đề thì có những giả thuyết, tất cả đều là những giả thuyết, chứ không có một gì gọi là bằng chứng cụ thể cho chuyện này. Rõ ràng là đang có một con số rất bí ẩn trong việc ngưng đào kênh đào Funantaco. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.